Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Shinray Việt Nam. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Hôm nay kênh Shinray Việt Nam sẽ lại làm thêm một cái video về một trong những cái sản phẩm mà Shinray Việt Nam đã hoàn thiện để giao tới tay khách hàng. Chúc các bạn là một cái sản phẩm Dongben X30 V2 phiên bản màu trắng bạc mà bên mình đã thiết kế xong và đã dán market xong và hoàn thiện xong để giao tới tay khách hàng. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm bên mình có giao cho một cái đơn vị họ làm về sơn, họ bán sơn, họ vận chuyển sơn ở khắp mọi miền trên tổ quốc Việt Nam mình. Đấy, thì cái xe này thì bên mình có một vài cái tùy chọn nó rất là khác so với những cái sản phẩm Dongben X30 khác. Từ cái lòng thùng xe bên mình cũng được thiết kế lại này, rồi là các cái tappo mà bên mình cũng thiết kế thêm để cho các cái thùng sơn. Như các bạn biết, cái thùng sơn nó khá là nặng, nó rơi vào khoảng 1 tạ. Thì khi đặt các cái thùng sơn đấy lên trên cái thùng lòng thùng xe thì một thời gian dài nó sẽ gây ra cái lền của cái thùng xe nó sẽ bị lõm xuống, hoặc là khi mà nó bị di chuyển sang các cái khung cánh cửa hai bên thì nó sẽ làm móp hai bên. Thì mình đã gia cố nó để hoàn thiện sao cho là tốt nhất cho mục đích sử dụng của khách hàng. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem qua cái sản phẩm này. Trước tiên là mình sẽ đi một vòng để các bạn nhìn qua được cái vẻ đẹp mà sau khi mà mình đã hoàn thiện và dán đề can xong của cái sản phẩm này nó như thế nào. Đó. Đó, và sau khi đi một vòng thì các bạn đã có cái nhìn cụ thể là về cái khi mà dán market xong thì cái xe này nó như thế này, cái xe này nó sẽ như thế nào rồi. Thì bên công ty Vilagon này họ kinh doanh hai dòng sản phẩm sơn, thứ nhất là sơn Vilagon và thứ hai là sơn Maggo. Hai cái dòng sơn này hiện tại trên thị trường cũng khá là có tiếng, thì các bạn có thể là vào website để tham khảo về các sản phẩm của họ. Thì ở đây thì với cái sản phẩm này các bạn sẽ thấy là ở trên thành ở khung ô giữa của cái xe này thì bên mình có in logo Maxgo của họ, và dòng cột thứ hai là cái logo của Vilagon. Đó, còn đằng dưới này thì khi mà chạy trên đường thì các bạn có thể là liên hệ được cho khách hàng với cái số hotline được in ở bên dưới như thế này. Thì cái điểm đặc biệt của cái sản phẩm này so với những cái chiếc Dongben X30 khác đó là gì? Đó là cái thùng, mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đó, khi mở ra các bạn đã thấy được cái một số cái điểm khác biệt của cái sản phẩm này so với những cái chiếc Dongben X30 khác chưa ạ? Thứ nhất là chúng ta sẽ thấy một cái tấm tablo được gia cố thêm ở cái phần đuôi xe như này. Thì mặc định các bạn sẽ biết rằng là khi vận chuyển cái đồ lặng thì thường khách hàng hay đặt nó lên trên này và nó gây ra bị móp, bị xấu cái phần này đi. Thế mình đã có gia cố thêm một cái lớp inox lên như thế này, rất là chắc chắn. Với những cái thùng sơn mà lên đến 1 tạ thì cũng không ảnh hưởng gì trong quá trình vận chuyển. Tiếp theo là chúng ta sẽ thấy là ở hai cái gồ lốp này bên mình cũng có gia cố thêm cho khách hàng, thì cái thùng sơn nó bị va, nó di chuyển, nó va đập vào đây thì nó cũng không bị làm biến dạng cái gồ lốp này. Ở đây cũng thấy thêm các cái tắp lô bằng inox như thế này. Đó, các bạn có thể quan sát thấy. Đó, tất cả những cái đây nữa, mình cho các bạn xem đây nữa, ở trên cánh cửa cũng được ốp thêm lớp lốp như thế này. Thì tất cả những cái tùy chọn thêm này nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích là cho khách hàng sử dụng với cái mục đích của họ sao cho tốt nhất trong quá trình sử dụng của họ, mà cái xe này sẽ được bền nhất theo thời gian. Ngoài ra cái sản phẩm này cũng được độ thêm nhíp, đây để mình sẽ quay sang phần nhíp của bạn xem. Các bạn sẽ thấy là cái sản phẩm này được độ thêm nhíp, các bạn nhìn thấy không ạ? Có thêm một cái lá dưới cùng như này. Đó, một cái lá dưới cùng như này. Nó độ thêm nhíp để làm gì? Như các bạn biết rằng là ở Việt Nam mình thì cái văn hóa của khách hàng luôn luôn là chở quá khổ quá tải. Thì cái sản phẩm này khi độ thêm nhíp thì cho phép khách hàng có thể chở được hơn 1 tấn mà không lo lắng gì về cái vấn đề về độ bền của xe. Thì cái sản phẩm Dongben X30 này nó cũng giống với hầu hết các cái sản phẩm Dongben X30 mà mình đã từng làm video giới thiệu. Thì hôm nay mình sẽ chỉ nói qua về ngoại thất và các cái điểm khác biệt của cái sản phẩm này so với những chiếc xe Dongben X30 khác thôi.
Còn về nội thất, về máy móc nó vẫn giống. Tất cả những cái sản phẩm xuất xứ năm 2019 vẫn có cái bộ máy 1.5, vẫn có một cái đầu xe thiết kế theo cái hơi hướng của một chiếc xe con. Chúng ta vẫn có cái khe tản nhiệt giống với các cái dòng xe của BMW, logo đặt đây, đèn bi xi lông rất là đặc trưng của đời 2019. Vẫn là máy 1.5, công suất là 80 kW, mô men xoắn lên tới hơn 100 Nm, vô lăng 3 chấu, trợ lực điện, kính điện, điều hòa 2 chiều, nội thất khá rất là đẹp ở trong tầm giá này. Nội thất phải nói là đẹp nhất trong các dòng xe van hiện tại có trên thị trường. Cái sản phẩm này cũng được bên mình tích hợp cái camera lùi, camera hành trình đó. Rồi, thì bên mình là một trong những cái đơn vị ở Việt Nam có khá nhiều, có rất nhiều cái kinh nghiệm để bán xe cho các cái khách hàng người ta sử dụng xe để chở sơn hay là chở các loại thực phẩm, vân vân. Thì bên mình có rất nhiều kinh nghiệm làm sao để cho cái xe mà có được cái hiệu năng sử dụng tốt nhất cho khách hàng. Đó là một trong những phương châm hàng đầu của Xin Rơi Việt Nam. Còn bất kỳ một ý kiến đóng góp nào, các bạn có thể để lại comment ở bên dưới video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.